Rồi, hello, xin chào cô chú anh chị em nha, đã đến với kênh channel Vui Sài Gòn. Đó, em đang ở bên tòa thánh ở Tây Ninh, đến hẹn để lên rằm tháng 8. Đó, rất nhiều bà con ở bên đội tứ sứ hay là ở hụt đạo cao đài về đây tham dự lễ hội chiêu trì cung. Đó, hôm nay em đang ở ngày 14, hôm nay là ngày 14, tới mùng 14 tháng 8. Đó, em đi trước một bữa xem tình hình bà con ở đây rất là đông hay không. Ở đằng kia là tòa thánh cao nhất đó quý vị. Đó, bây giờ em đi vô đây để coi xem một số cái gian hàng trang trí rất là đẹp nè. Chỗ này là chỗ trang trí nè, rất là đẹp. Nãy video trước em có like rồi đó. Đó, bây giờ là coi trực tiếp đẹp, hình ảnh sắc nét hơn chút nữa. Ở đây là thấy cổng đường vô hộ pháp đường. Ở trong này có một cái dịch hộ pháp đường, rất là nhiều người ta đến đây hay lại cúng bái ha. Rồi, đánh trống gì đây. Bây giờ hơn 2 giờ rồi. Mời. Hello, xin chào cô chú các anh chị em nha. Chị em nha, đến với kênh channel với Sài Gòn. Rồi, mời cô chú anh chị em hãy dùng đi với em tham quan một số gian hàng cũng như là lễ hội Yến Diêu Trì Cung. Đó, diễn ra hàng năm là vào mùng 8, rằm tháng 8 đó, âm lịch nha. Thì để theo video trước em có like trực tiếp về một số gian hàng. Đó, họ trang trí rất là đẹp. Rồi, mời cô chú anh chị em xem tham quan cùng với em nha. Rồi, còn vô đây nữa nha. Vô tham quan bên trong đi. Nãy giờ em có quay ở ngoài vòng vòng ở đây rồi. Đây là đại lễ hội Yến Diệu Trì luôn nè. Bây giờ đi vô cổng, vô đây tham quan một chút nha cô chú anh chị em ơi. À, vô đây phải đeo khẩu trang cho kỹ lắm nha, rửa tay đàng hoàng nha. À, cho em vô tham quan nha. Cỡ dép nha. Khẩu trang luôn. Khẩu trang đem vô. Khẩu trang mới vô cho vô. Dép dày đem để sát bên kia mà em. Rồi. Vì an toàn dịch mà cho nên là phải đúng rồi. Vô tham quan. Quý vị, đây là clip để em thể hiện cũng như là tưởng tượng như cô bác cô anh chị em ở xa không đến được. Đây là năm 2020 đó, không đông, cũng như là năm nay không đi được, ít hơn mỗi năm đó quý vị, do dịch đó, tình hình dịch đó, Covid đó.
giờ em sẽ đi chậm rãi do cô bác anh chị em cảm nhận nha. Dạ dạ dạ. À, mình không biết á. Đó bây giờ không biết lại mình đi không có đúng cách á, lễ phép á. Nên anh có anh đây anh chị em ban quản trị nhắc nhở. À. Dạ vâng sao? Cũng mãi ha, rất là nhiều. Vô đây thấy cảm giác rất là mát mẻ. Thấy người ta đi lễ rất là trang nghiêm. Lồng đèn rất là đẹp nha, cô chú anh chị em ơi. Rất là uy nghiêm. Có người ta lớn tuổi người ta cũng phải quỳ dữ mà. Nào. Đèn trang trí rất là sắc sảo. À, mình đi qua bên kia nha. Ủa anh ơi, thấy cầu thang đi lên chảnh được không? Dạ không. Không được hả? Dạ được. À, cầu thang này không biết có gì không? Chưa đi rồi nào chưa biết. Kia rồi đi tham quan một chút xíu nha, đi xem thấy trời mưa, chuẩn bị mưa là quý vị cô chú anh chị em ơi, chuẩn bị mát đó. Có một số gian hàng quay ở đây rất là đẹp nè. Đây là trang trí bông sen. Lông lưng quy phụng chạy vòng vòng ha.
quá. Mì à. Ở ngoài kia xuất cơm chay. Mình đi đi khảo sát thực tế nha. Đi tham quan đi vui chơi luôn. Cảm thấy mát mẻ. Ồ, trời mát luôn. Nước sông rồi. Cái nước gì mà đen đen u hồn nước sâm uống rồi. Nước tới nước gì vậy? Có không? Cái đó là tà tóc. Ờ. Thế có mùi à. Đây có mùi ngũ quỷ à. Có mùi thuốc bắc á. Cái này nè, cái này nè. Trời ơi, xả luôn. Cảm ơn. Thuốc bắc là này nè. Lấy mấy bịch, lấy mấy bịch. Mấy bịch. Chứ nhớ chỗ lại đây là có nè. Sao cái ảo nước sâm mà không lẽ. Nước sâm màu béo luôn, xin sâm luôn hả? Gì vậy? Nước rồi đó. Cảm ơn. Lấy vui là thích uống, vui là thích đi chứ. Vui lòng thích uống, giờ lấy đủ rồi, lấy đủ nè. Đừng bán được thì vui, còn bán không được cái ủ không chơi. Mấy bọc nữa, mấy bọc nữa. Mình bán không được thì mình bán. Nấu sần cái gì vậy? Mà nó ra vậy? Trên đây nè. Thuốc bắc. Thuốc bắc gì? Thuốc bắc không biết nhưng mà miếng lao rồi với lại... Lao quả có không? Có. Có mùi lao quả đúng rồi. Lao quả, lao quả. Miếng lao rồi nhiều lắm. Tới mười mấy vậy luôn. Mình cút quá hả? Uống xong đem về luôn hả? Này nước sâm này nó có ngọt à? Nước sâm này nó có ngọt? Nó không ngọt à? Nước cao, nước đen này là nước đắng. Rồi, không ngọt luôn. Bây giờ nó đường nhiều quá. Uống quá đi đường. Nó thôi kệ thì mới không còn uống hai bịch. Vậy bán được thêm bịch nữa. Mấy em đường sợ quá bà có đường sao tiễn đường. Đúng rồi, uống nhẹ mát, uống nhẹ mát. Đường nhiều quá, nó nóng quá. Người đâu? Đường nhau bé. Vậy mà cũng biết rồi, để gì có đi vượt ra nên mỗi công tác. Bỏ chị ra khỏi này nó sức ăn này ăn miễn phí rồi. Miễn phí à, ăn một lần thì miễn phí, ăn lần thứ hai thì cũng miễn phí. Dạ. Ăn lần mười cũng vậy luôn. Ăn chị nào hết cơm mà hết phần. Em cũng ở đây mới đi lần đầu á, không biết. Chứ sao nào giống bây giờ đi lần đầu chứ hả? Không biết đâu, đâu coi trên mạng có biết người ta nói thông tin đó. Lấy luôn đi cưng, lấy luôn luôn. Biết là năm rồi. Phụ anh đó đi. Năm nay đi. Lấy con đó luôn. Năm nay là dày chứ. Ít ra. Thường năm là lấy con luôn. Không có được mà dày đâu. Đúng rồi. Thường năm á. Thường năm. Này ít nhất. Biết sang năm. Mùng 10 của tháng này là đi vô đây rửa được báo một từ. Hạnh phúc lắm. Giờ thứ hai. Con ngu cháu ngu. Có khăn mình lao mình gửi con đó về cho nó rửa mặt lao mặt. Dữ dằn.
bắt đầu hả? Thì không có giờ gõ mạng để cái ngày mùng 10 tháng 8 rửa đó gõ ra là biết liền bà con trong đó tại sao nó quay hết trời. Giống như làm công quả mùng 10 đó không? Không phải lau chùi mà ý là cái đền rửa là ngay mùng 10 à. Mà ý là muốn anh coi được cái đền là như thế nào á. Rửa đâu? Rửa đó. Ở đây à, bên kia hay cái bự nhất cái ngày đó là chỉ có một năm là chỉ có cái một ngày đó là rửa thôi. Rồi năm nay thì sao rửa mùng 9 không biết, thường là mùng 10 không à. Rồi khăn quăng vô, người quăng 200 cái luôn. Vô ai rửa? Cũng mộ khăn, khăn màu trắng à. Trắng khăn mà được, khăn chưa xài. Mua mới ở ngoài lau phải gì rồi. Khăn chưa xài. Đúng rồi. Còn ở trên đền chỉ có nam lên thôi, nữ không có lên. À, nam lên này. Đứng sang bên đây nè, chị ơi, chị cho em cái bọc cũng đựng cũng quỳ. Qua đây. Rồi muốn lấy bảy bọc thì lấy bọc quay, còn mấy bọc bọc thì cầm tay. Mấy bọc? Thôi, hôm đó nhìn thấy con khủng quá là. À, mùng 10 đến đây là đến lau dọn sạch sẽ. 13 thôi là còn hơn vậy đó. 13 đúng rồi. Là còn hơn vậy nè. Năm rồi đúng không? Năm rồi không có đi. Năm rồi năm kia cũng vậy thôi. Không, năm rồi cũng vẫn đông vậy như bao nhiêu năm trước vậy. Năm rồi là không có vậy. Dạ, năm nay còn không có người ta cắt hai ra, còn mình để cái phút còn tới phút. Quá đông. Rồi đây mình vô đây kiếm sức phần sức ăn đây. Uống nước rồi, tráng miệng rồi mình vô đây kiếm phần ăn.